Thưa đại chúng, chúng ta cũng vẫn theo cái nguyên tắc cũ, có nghĩa là mình phải ôn bài cũ một chút rồi mình học bài mới. Thì cái đời sống của chúng sinh nó gồm có hai phần, tức là phần hồn, phần xác, tức là phần tâm với phần vật, đúng không? Từ đó đó nó mới ra cái chuyện là năm uẩn 12 xứ, tức là sáu căn và sáu trần ấy. Thì do cái kiểu sống mà sau khi mình chết rồi đó, mình đi về các cảnh giới, ở đó đó tối đa là mình có đủ sáu căn, có đủ năm uẩn, có đủ 12 xứ, 18 giới. Nhưng mà tối thiểu thì mình cũng phải có đủ cái tâm thức, thí dụ như cõi vô sắc thì có tâm thức mà không có cái hình tướng, cõi vô tưởng giữ hình tướng mà không có tâm thức. Nhưng cái nhân này mới quan trọng nè, thì dầu cho cái cảnh giới nào đi nữa cũng chỉ là tạm thời thôi, cũng chỉ là tạm thời thôi. Cái cõi mà cõi có xác mà không hồn ấy thì nó tối đa nó cũng 500 đại kiếp, mà cái cõi mà không hồn mà không xác mà chỉ có hồn á, có chỉ có tâm thôi đó, thì tối đa là 84.000 đại kiếp rồi thì cũng quay lại như cũ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Thì do cái nghề cái nghiệp lực tham ái của mỗi người, thì chết thì mình đi về đâu, cái chuyện này nó dài lắm, sau này mình sẽ nói, nhưng mình chỉ nhớ đại khái tới đây nè, chỗ này lớp cái gỡ cái trình độ này mình chỉ nhớ tới đó thôi. Thì đời sống của chúng sinh nó gồm với hai phần như vậy, tâm và vật. Thì cái vật ở đây cái là phần sắc pháp, phần vật chất ấy, phần hình hình thể, phần thân xác ấy. Thì cái chủ chốt căn bản nó gồm có bốn đại và các cái thành tố vật chất được sản sinh từ đó. Cái phần này mình cũng học sao, bây giờ mình đang học cái phần đầu ấy, có nghĩa là cái phần hồn, phần tâm thức, phần tinh thần của chúng sinh trong ba cõi, trong vô lượng vũ trụ. Thì nó gồm có hai hai công thức này, đó là thiện và ác. Thì mình không học thì mình chỉ nghĩ là có tâm ác, có tâm lành, nhưng mà khi mình có học thì mình thấy nó không phải như vậy. Cái gọi là tâm ác đó, nó được kết cấu, nó được ghép nối bởi nhiều cái thành tố tâm lý tiêu cực mới làm được cái tâm bất thiện. Và chỗ đây chúng ta cũng phải xác định với nhau là cái cách phân tích này này nó không phải là cách phân tích tuyệt đối. Đấy, nó không phải. Ví dụ như trong kinh Tạng thì không có nói chi tiết về cái tâm sở như vậy, chỉ có nói tóm tắt thôi. Tức là tâm lành đó là cái tâm mà có tính tấn định định tuệ. Cái tâm lành là cái tâm mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp mạng, gọi là tâm lành. Còn cái tâm ác thì bên trong đó, bên tạng kinh ấy thì chỉ nói là tham sân si tà kiến ngã mạng thôi, chứ không có nói mà chi ti ly tỷ mẫn như là trong tạng A Di Đà. Nhớ cái này. Như vậy thì mấy con số này là tương đối học để mà biết hơn, chứ đừng có khư khư tạng kinh cho rằng nói theo bên tạng A Di Đàm là thừa, là không cần thiết, nói vậy không được. Mà mình ôm chặt tạng A Di Đàm mà mình nói theo tạng kinh là thiếu cũng không được. Như nhiều lần mà nhiều lần tôi nói thì đời này là đã nói phân tích thì nó nhiều lắm, nhiều cách nói, chuyện gì ở đời này cũng có nhiều cách nói hết. Ví dụ như hỏi làm sao mà mình có sức khỏe, làm thế nào để có được sức khỏe, làm thế nào để sống được 100 tuổi, thì tôi xin bảo đảm là tất cả bác sĩ đều có câu trả lời khác nhau, nhưng mình tự chung ấy, tinh thần ấy thì giống nhau. Chứ còn kêu mấy ông kể ra sáu điều kiện, bảy điều kiện, tám điều kiện, năm điều kiện, ba điều kiện nào là ông nó không giống nhau. Phải nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm nha. Đừng có ôm chặt mấy con số, cái quan trọng là mấy mỗi trường hợp mình ta phân tích thì ta nói về cái gì. Cái gì phiền não thì nó tham sân si là đủ rồi, nhưng mà trong trường hợp phải nói chi tiết ấy, thì mình thấy có ra tới 14 cái thành tố tâm lý tiêu cực. Đấy. Thì cái tâm thiện cũng vậy, nó cũng là gồm những thành tố mà như là tôi nói vắn tắt thì nó chỉ có năm cái thành tố căn bản thôi, đó là tính tánh định định tuệ. Từ năm cái này nó có tất cả, một cái người mà có năm cái này mà đúng mức nha thì nó có tất cả, chứ không có thiếu. Tôi bảo đảm 1000%, nếu mà năm cái này mà ok đó thì không có thiếu gì hết. Bằng chứng là cái vị coi cái pháp môn tứ niệm xứ, trong đó chỉ có nói đến năm 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 quyền thôi, là tính đến định tuệ thôi. Cái năm cái này mà có rồi thì có tất cả.
có tất cả các hạnh lành, có thập thiện, có thập độ, có hết, có hết năm cái này là phát triển mà cho tới mức ấy. Thì ở đây chúng ta thấy được Ma Tỳ Đàm nói rằng là một cái tâm thiện ấy, thì nó cũng gồm năm cái đó, nhưng mà năm cái đó mình phân tích nó ra nó thành tới là 25 tâm sở, thì 25 cái thành tố đó mình đã học mấy cái phần đầu rồi, tức là tín niệm tàm quý vô tham vô sân và hành xả mình học rồi. Thì hôm nay chúng tôi cũng cố gắng chỉ tranh thủ trong một giờ đồng hồ để nói hết cái phần còn lại, chứ còn mình chia nhỏ nhỏ ra mệt lắm. Đúng ra đó thì nếu mà chia nhỏ ra một tâm sở mình học một ngày đâu có gì biết không, một tâm sở học một ngày là học là 4 tiếng, tức là sáng 2 tiếng chiều 2 tiếng chẳng hạn. Như lớp học thì Kalama sắp tới chúng tôi cũng cân nhắc rất là nhiều để làm sao mà bà con có thể đứng từ cái góc nhìn của Bắc Truyền, các vị học không sốc, không có bị sốc, không có bị chổi, để có thể dễ dàng thực tập niệm xứ. Đứng từ góc độ Nam Truyền mà mình nặng về kinh tạng, nặng về A Tỳ Đàm tạng, thì mình vẫn có thể tìm thấy một tiếng nói chung để có thể đưa vào cái kinh nghiệm tu tập. Thì đương nhiên là tôi chưa bao giờ mà nói rằng tôi là thiền sư hành giả. Hành giả còn chưa dám nhận mà. Thì tôi chỉ có thể chia sẻ với con những cái gì tôi biết, những cái kiến thức nền tảng căn bản mình khả dĩ giúp ích cho cái công phu tu tập. Còn tới lúc mà chính thức vào các khóa tu niệm xứ, các không phải niệm xứ, các tu tập chỉ và quán tại Kalama đấy, thì lúc các vị thiền sư Miến Điện sẽ hướng dẫn các vị nha. Đây tôi chỉ giúp được cái nền thôi, như bữa hôm tôi có nói, tôi cấp cho mọi người cái chổi. Chỉ có thấy cái vị ngủ liều tôi ngán quá, ngủ liều rồi che bạc rồi tạm thời căng dây rồi độc cọc tôi mệt quá, đóng mấy cái cọc đó rồi gió thổi rồi cũng ghê lắm. Thì giờ tôi làm cho các vị một cái chổi, với cái chổi nó có cột, nó có vách, nó có nền, nó có mái, phải không? Vách cột mái nền rồi các vị thay từ từ, thay từ từ, thiếu gì Việt Nam thiếu gì thầy bà, phải không? Thì thầy bà thì cứ nhờ thầy bà sắp chở kinh điển ấy, mình thay từ từ. Mình thí dụ mình nghe ông giảng gì mấy tâm sở mà chưa thỏa mãn thì mình cứ online, con đi gõ cửa các thầy, cái đó cái khoản này thì trong nước cũng thiếu nha. Mà đầu tiên mà tôi chủ trương là mượn cái lớp này để mà kết chậu, nhưng mà còn phải có chậu. Nói ai mà người dân miền Tây á, miền Tây nó riêng mà dân nông thôn Việt Nam nói chung chắc hiểu rồi đó. Làm gì làm rẫy làm ruộng phải có cái chậu chứ, có cái chậu mình mới ăn nói được, mình mới nghe rõ được. Từ cái chậu mình nâng nó lên từ từ, chứ còn mình không chậu là không cách nào ở cả nhà, khó không được chứ phải khó còn được, phải không? Thì bây giờ mình đã học xong cái phần tính tính niệm tầm quý rồi, bây giờ mình tiếp theo là 6 cặp, 6 cặp tịnh hảo, 6 cặp tịnh hảo. Gọi là 6 cặp là sao? Có nghĩa là ví dụ như là tỉnh, kinh nhu thích tuần chánh là 6, gọi là 6 cặp, gồm có tỉnh thanh, tỉnh tâm. Thì để cho bà con khỏi bị rối thì tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Thân tâm ở đây đấy là chỉ cho tâm và tâm sở, mà nhớ nha, tâm và tâm sở. Thôi bây giờ để khỏi khùng đó thì thôi bây giờ mình đừng có, các bạn ví dụ như là thân này chỉ vô cái quẩn nào, rồi tâm chỉ quẩn nào, bây giờ mình chỉ học vắn tắt thôi. Có nghĩa là tỉnh thân tỉnh tâm là 1 cặp, phải không? Kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, tỉnh kinh nhu tích thường chánh, mình gom là cho nó dễ nhớ, ghi mấy chữ thắt đầu ở đầu thôi, không? Thì tỉnh ở đây là chữ là Passati hay là Patit Passati, hai chữ tỉnh đồng nghĩa, mà chữ phổ biến là Passati. Tỉnh là Kham, Khamness là Khamness, yên tĩnh. Các vị chỉ cần biết đơn giản về một cái nội tâm mà nó bung sung, mà nó manh động ấy, nó trộn rộn ấy, nó không có thiện được. Mà đã là tâm thiện thì nó không có bung sung, nó không có manh động, nó không có trộn rộn được. Thì cái khía cạnh mà trầm lắng đó, cái cạnh trầm lắng đó của một cái tâm thiện, cái khía cạnh, nhớ nha, mà không, các vị còn nhớ tôi nói cái khía cạnh, cái thành tố khác mà khía cạnh khác. Cái thành tố thì như hôm tôi ví dụ cái ly trà sữa, cái hộp trân châu
mình có thể là múc riêng nó ra một nơi, rồi cái muỗng mình lấy riêng ra nơi, cái ly mình để riêng ra nơi, rồi cái nước trà sữa mình rót ra riêng ra nơi, rồi sau đó mình mới trộn mình lại, đó là những thành tố. Còn cái khía cạnh đó là sao, là mình không có tách rời. Ví dụ như phẩm tôi ví dụ cái ly thủy tinh đi, nó cái tròn này là một cái cạnh cứng, mình bấm ngón tay vô không được, đó là cứng. Rồi mình sờ thấy nó láng, thấy không, tròn nè, cứng nè, láng nè, rồi nó thủy tinh thì nó thêm cái nữa là trong suốt. Rồi cái gì nữa, nếu mà cái ly này nó mà nó đựng cái đồ nóng thì mình rời cho mình thấy nó nóng, rồi rời đồ lạnh thì nó lạnh, còn nếu không đựng gì hết thì mình thấy nó mát, đúng không? Như vậy thì tròn, láng, cứng, trong suốt và mát, nóng lạnh. Đó. À. Thì những cái khía cạnh này nó cùng một lúc có mặt. Mà mình chú ý đến khía cạnh nào thì mình thấy khía cạnh đó. Chứ mình không có tách rời. Mình không thể là mình lấy cái mát để riêng ra bên ngoài để cho người khác họ rờ được. Mình không có tách cái cứng ra khỏi cái tròn, cái trong suốt và cái láng được. No, 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 không được, không được. Cái láng là cái tròn, cái cứng, cái trong suốt để nó nằm chung một khối. À. Thì mỗi cái đó nó là những chi tiết, những khía cạnh. À. Thì cái gì như mình chế cái sâu vô thì cái khía cạnh mát không còn nữa, nó lại nó còn ra là nóng, đúng không? Rồi mình đổ cái sôi rồi bỏ cái đá vào thì cái là bây giờ nó từ nóng chuyển qua cái mát. À. Nhưng mà mình không cầm cái mát mình lấy ra ngoài, giống giống như mình lấy cái muỗng ra được cũng được, nhớ không? Thì đây là những khía cạnh, đây là những khía cạnh. Thì cái khía cạnh của tâm thiện là gì, thì ngoài cái tính niệm tầm quý ra nó còn những khía cạnh còn lại. Ví dụ như là tỉnh, tỉnh ở đây có nghĩa là sự lắng động, không có trộn rộn bung sung manh động, đó là tỉnh. Còn khinh là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Dù mình sống bằng tâm bất thiện nào đi nữa thì nó cũng nặng lắm, nặng lắm. Tại vì chẳng qua mình không có biết đạo, hoặc là biết rồi mà bị kiểu mà dốt dốt rồi, thì thôi. Chứ nếu mà học vô lý rồi có sống chánh niệm ấy thì mới thấy cái phiền não nào nó cũng nặng nề hết, phiền não nào cũng nặng hết. Cái thương nó cũng làm cho mình nặng lòng, cái ghét, cái hận, ghét thương, căm hận, sợ hãi, ghen tuông, âu lo, day dứt, tất cả những cái phiền não đó nó đều làm cho mình nặng lòng hết, nặng nặng nề lắm. Mà cái cảm giác mà lâng lâng á, nhẹ nhàng, tiêu dao thoát sái, phải không, phiêu lãng đó, thì Recording cái in đó là chỉ có progress. ở tâm thiện, nhớ ha, chỉ có tâm thiện rồi, nhớ cái này. Lân lân phiêu bồng đó là chữ tâm thiện. Thì khía cạnh này gọi là khinh, khinh khinh tánh, tôi dịch là tỉnh tánh, rồi cái khinh tánh, rồi cái nhu tánh, nghĩa là nó gì ta, tiếng Phạn kêu là muốn đúng là mềm, nó mềm. Bởi vì là cái quý vị có nghe Việt Nam mình có cái chữ cứng không, cứng cỏi, ngoan cố lì lợm, cứng cỏi, chai đá chai sạn. À, thì mấy cái đó là những mình nghe mấy cái hình dung từ đó mình thấy nó rất là bất thiện, nó rất là tiêu cực này. Nhưng mà một cái tâm lành, một tâm thiện nó mềm, nó, mà tại sao nó phải có cái cảm này? Bởi vì quý vị thấy nó phải nó đời sống đấy, để làm việc, để có thể thích nghi thích ứng, thì cái cứng mềm nó quan trọng lắm. Ví dụ như ai mà đi máy bay thì biết, cái này cũng kinh nghiệm nhỏ thôi. Cái vali nó có hai loại, một cái loại carry on để mình xách theo lên máy bay, lúc lên cái khoang hành lý cho đồng mình ấy. Rồi cái loại thứ hai là loại lớn, gọi là cái suitcase, hay là cái valise tiếng Pháp ấy, là mình để mình gửi. Thì cái anh mà gửi thì anh nó cứng mềm quan trọng, nhưng mà cái vali mình cầm đem theo lên máy bay cái đó rất quan trọng. Tôi khuyên bà con nếu mà đi thường ấy thì nên xài cái loại vali vải, hoặc là bằng cái gì cũng được, nhưng mà phải mềm lên chi. Trong cái tình huống mà cái khoang hành lý mình nó hơi hơi chặt ấy, thì cái túi, cái vali của mình nó mềm, nó có thể thích nghi thích ứng được với cái chỗ chật hẹp đó. Chứ nếu cần nó có thể thụng vô chút cũng sao, vải mà. À, nhưng mà nếu mà cái vali nó cứng quá mà nó cái khoang hành lý lúc bây giờ nó có cái chỗ nó còn hẹp đó, là chỉ có đứng khóc thôi, chỉ có đứng khóc thôi, à, làm gì được. Nhưng mà nếu mà cái túi hành lý mà nó bằng vải đi, thì cái khoang nó chặt chặt, chặt cái mình cũng lắc lắc sóc sóc rồi nó cũng vô lọt, phải không? Cái mềm nó quan trọng lắm, phải không? Thì cái tâm thiện tâm lành nó là một cái tâm gọi là nhu nhuyễn mềm dẻo đấy. À, ví dụ như mình thấy cái đầu mình á, có bao giờ mình bị cái cúi đầu trước ai khó, cái cổ mình cứ nó kiêu ngạo kiêu mạn, nhưng mà nhờ có cái này nè,
cái đầu nó mềm á, mình biết cúi cái đầu xuống, biết chào lại, à, biết chắp tay, biết ăn nói nhỏ nhẹ, biết dẹp bớt cái tôi mình quăng bên, cái mềm đó đó là nhu đó. Gặp tượng Phật, gặp đền tháp biết cúi đầu, gặp cái người thì gặp tăng ni, gặp bạn đạo mình biết cúi đầu chắp tay, làm gì làm chỉ phải nói cái văn hóa chắp tay rất đẹp, rất đẹp. À, mình qua Thái Lan mình đi ngoài phố mình thấy, tức là người ta nói chuyện với nhau là cái chuyện chắp tay không cần có suy sải hết, không có suy sải gì hết. Người ta xuống xe nói chuyện với taxi, người ta cảm ơn cũng chắp tay. Ai đi Thái Lan thường thấy cái này, văn hóa chắp tay rất đẹp, đẹp lắm. Mà cái văn hóa này người Thái học từ người Ấn Độ, mà bây giờ thì tôi không đi, tôi chưa bao giờ đi Ấn Độ, tôi chưa đi Ấn Độ nên tôi không biết. Chứ còn mà khi muốn đi mà không có điều kiện, mà nói thiệt cũng ngán, đi phải có bạn bè đó rồi đi được. Nghe nói mấy bài nội địa bánh rồi cấm rồi muốn rớt rớt xúc xúc cái ớt rồi, rồi cũng không dám đi, không dám. À, chỉ còn thèm lắm muốn đi miếng địa Ấn Độ, mà cái văn hóa xã hội là sao trước ngán tiền đi cái đó, mình đi xa miếng địa Ấn Độ đi xa lắm, rồi đường Việt Nam tới bên đi xa lắm. Mà nó chẳng hạn nó cấp cho cả ngàn cây cho mình bay, rồi nó có những cái khoảng cách chuyện đi 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 xe không à. Nhưng mà tôi có gì tưởng tôi nói đặt lạc đề, không có lạc đâu. Cái nhu á, cái mềm nhờ có cái nhu á mà mình mới có khả năng chịu cực đấy, mình có thể thích nghi được với tình huống, với hoàn cảnh, với môi trường. À, nhờ cái nhu đó đó, cái nhu đó đó. À, giống như nãy tôi nói cái túi mà nó mềm á thì nó gặp cái khoang chặt cái nó mới vô lọt, còn nhờ cái nhu này nè, cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể thu xếp được hết. Đó là thiện, tâm thiện nó phải nhờ đến cái cảnh này, là tỉnh kinh nhu, là thích phần chánh, thích cái là thích nghi, câm minh như ta đó, có nghĩa là nó biết đường nó lách. Chỉ cái chữ chỉ câm minh như ta đây tôi dịch là lách đó. Nó biết lách, nó biết lòng lách. Máu đeo vậy đừng hiểu lòng lách là lương lẹo, không phải, no, phải nha, mà lách đây có nghĩa là nó có khả năng thích nghi. Ví dụ như bây giờ là mình đang muốn dắt bà cụ qua bên đường rất là tâm tự, nhưng mà khi mình nắm tay bà cụ, mình coi mình nắm chỗ nào trên cái tay bà đó, đó là trí. Nhưng mà để có thể mà dàn xếp được cái chuyện mà thích nghi với cái hoàn cảnh nào là phải có tâm sự thích này, thích thân cái tâm này đó. Tức là mình gọi là chuyển từ cái từ mà qua trí đó. Chuyển từ cái khía cạnh này qua cái cạnh khác của tâm lầm đó. Cái sự chuyển đổi rồi nó cần cái khả năng thích nghi. Thích nghi à, có thể thuận tùy, gọi là thuận ứng, thích nghi với cái hoàn cảnh, chỉ nó phải làm sao à, biết linh động, biết linh động thích nghi, thì cái đó đó thì được gọi là thích, gọi là căm mê ta là thích nghi thích ứng, là gọi là thích thân thích tâm đó, là chỗ này. Như vậy là mình học đã học rồi tỉnh khinh nhu rồi, cái thích là thích đi, nghĩa là cái khả năng thuận ứng, khả năng thích nghi, khả năng biết là chạy theo, em biết là thu xếp theo hoàn cảnh. Nói ra thì nó hơi nặng đúng, nhưng mà thật sự trong một cái khoảnh khắc thiện tâm nó phải có cái cảnh này, phải có cái cảnh đó. Phải có. Tự nhiên mình đang ăn ngon thì tự nhiên mình biết ngừng cái miệng, là mình thắng, là mình đẻ biết đưa cho người ta, là phải nhờ có cái tâm sở này. À, nhớ không? Hoặc cái từ cái đang này niềm tin mà chuyển qua trí tuệ, từ trí tuệ chuyển qua chánh niệm qua thiền định, thì cái khả năng mà chuyển đổi một cách thuận ứng như vậy đó được gọi là thích ha. Rồi thuần ở đây là gì? Thuần ở đây là cái tai của nhà ta. Từ ở đây có nghĩa là nó là không có vụng, sự lão luyện, sự nhuần nhuyễn. Thuần này là sự nhuần nhuyễn. Thì đây cũng là một cái khía cạnh của một tâm lành. À, nó không, không. Bởi vì ngay cái bản thân cái chữ thiện ấy, chữ cú sa la nó nghĩa là khéo. À, mà cái tâm sở với Punya ta này nó có nghĩa là sự nhường nhuyễn. À, nhường nhuyễn có nghĩa là cái chuyện đó mình chưa làm bao giờ hết, nhưng mà nhờ cái tâm thiện ấy, mình có thể làm nó như là mình đã từng làm qua. Thí dụ như đó giờ mình có quen với ai qua đường, đó giờ mình không quen chia sẻ ai cái gì hết, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình có thể làm được chuyện đó rất là đẹp mắt, rất là ngoạn mục. Mình không có biết nhường ai hết, biết nhường nhịn, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình biết đạo rồi, biết tu rồi. À, cái hai người đang đi mà cùng ngồi xuống, cái mình nép bên bên mình nhường cái chỗ mà sạch đẹp ngon cho người kế bên,
Đấy, trên mâm ăn mà mình có thể dễ dàng, mình như cái gì cũng nhường cái phần ngon phần tốt cho người ta, mình làm chuyện đó như là mình đã làm nhiều lần lắm rồi, mà trước đây không có, trước đây mình không có khả năng đó, ở đó đây mình chỉ biết lo cho mình chứ lo người nhà mình thôi, nhưng bây giờ mình có thể làm được một cái chuyện mà nó xưa giờ rất khó làm, bây giờ mình có thể làm được, rồi đó gọi là nhuần nhuyễn. Rồi cái chánh ở đây là gì? Cái chữ ú chú của ta, cái ú chú, ú chú đây có nghĩa là ú chú ta, ú chú của ta có nghĩa là thẳng, trực, không? Cái tâm thiện là gì? Tâm thiện là nó không có cái quanh co khuất lấp, lượn lờ lươn lẹo, không? Phật dạy cái kiểu sống, kiểu hành động của mình nó sẽ có một ảnh hưởng nhất định lên cái tâm thức, cái kiểu sống mình ảnh hưởng tâm thức nó tác động lên cái kiểu sống, kiểu hành động, nhưng mà kiểu sống hành động là tác động tâm thức, mà nó tác động cái gì? Nó tác động lên cái tâm thức tái sinh trong 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 kinh tạng đó, cái vậy cái quăng cá ta tâm thức, nó nghĩa là quăng cá là khòm là ngu là cong là quẹo, không, quăng cá ta nó đối lập với út chút cá ta, có nghĩa là ngày dạy rằng một cái nếp sống mà lươn lẹo, trường uống lách lòng mờ ám đấy, gian sợi sống dâm sợi sáng đó, cái dạng vậy đó, thì một cái kiểu sống khuất lấp như vậy đó, thì nó sẽ đưa đến cảnh giới của cái loài khuất lấp là sao, mà thấy không, gián chuột rắn rít trồn cáo, phải không? Nó thấy người ta lãnh trách, tụi nó không có thể đường hoàng đường đường chính chính quang minh lỗi lạc này, mà nó đi giữa cái cuộc đời này, giữa đường xa, giữa những con người không được, những cái loài đó là nó phải là suốt đời nó chỉ biết trốn tránh, trốn tránh thích cái chỗ mà khuất kín này, thích lòn lách, thích giấu mặt này, thì cái loài đó đâu nó ra là nó do cái sở hành kiếp trước. Sở hành kiếp trước nó đã từng sống với những cái kiểu sống và hành động khuất lấp mờ ám, cho nên nó phải xâm nhập cái loài mà có một cái kiểu sinh hoạt gọi là khuất lấp lòn lấp né tránh, bởi vì cũng trong kinh nói chúng sinh cao cấp nó không có cái đó, chúng sinh cao cấp như người có phước nhiều, trí nhiều, phước nhiều, có nhan sắc, có tiền bạc, có tài sản, họ đưa giữa đời họ ngửa mặt, có trong 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 kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, mọi người có đức hạnh đấy, họ đi có giới hạnh, họ đi vào đám đông họ ngửa mặt, họ không có e sợ đám đông, một bậc biện tài tốc trí đi vào đám đông họ cũng có một cái sự giản dị của họ, người có đức hạnh, người có trí tuệ, người có sở chứng, họ có thể thanh thản tự tại đi vào đám đông, và lên tới về dục thiên phạm thiên ở trên đó không có cái vụ mà lòn lòn cắm cúi che mặt giấu mặt, không có, chúng sanh mà cao cấp không có, mà những chúng sanh mà cấp thấp á, là nó có tình trạng đó. Ngay cả con người mà thiếu phước thiếu tùm lum hoặc là sở hành có vấn đề thì họ cũng không được thông dong tự tại giữa đám đông, không, thì cái đó là nó cái khía cái ở đó đâu nó ra, nó là từ một khía cạnh của tâm thiện, đó nghĩa là gì, là thẳng đường mà đi, không đi ngang về tắt, không lon lách lươn lẹo, không mờ ám dấu dím đấy, cái đó khía cạnh của tâm thiện ấy. Như vậy thì mình học từ sáu cặp, tức là tịnh khinh nhu thích thường chánh, sáu cái cặp này nè nó là những thành tố, những khía cạnh của một tâm thiện, nhớ không? Thì mình thấy ở trên đó là để cây tính niệm tam quý ưu tham vô sân, tính niệm tam quý ưu tham vô sân là xả bảy cái này, không, bảy cái này mà cộng với 12 cái kia nó là 19, 19 tâm sở, 19 tâm sở này được gọi là 19 tâm sở phổ cập, đó là 19 tâm sở phổ biến hành, có nghĩa là đã là tâm thiện thì dứt khoát, là phải có 19 cái này, dầu đó là cái tâm thiện của vị thánh hữu học hay là của một cậu bé phàm phu 7 tuổi, một cái tâm đại thiện có trí tuệ đi kèm hay không có trí tuệ đi kèm thì đã là tâm thiện thì bắt buộc phải có 19 cái này, tức là 7 cộng 10, 12 bắt buộc, cho nên 19 cái thành tố tâm lý này được gọi là 19 cái tâm sở tịnh hảo phổ cập hay là biến hành.
Còn mấy cái mà tâm sở mà tôi sắp giảng đây nè thì nó không nhất thiết là phải có trong mọi tình huống nha, nhớ không? Ừ, nhớ. À, tiếp theo là mình học về các cái tâm sở gọi là giới phận. Ừ, các vị chờ tôi chút. Nhà giàu cột siêu neo đơn thèm miếng nước cũng có. Canh tu hành có vợ, à, tu hành có bạn này. Rồi cái giới phần ấy nó là những cái thành tố tâm lý, nó mang cái tính năng, mang cái tính năng là ngăn chặn, ngăn chặn cái khuynh hướng hay là cái bản năng bất thiện của mình. Ừ. Trong đời sống này chúng ta có ba cái thứ nhu cầu, đời sống của mình ấy nó có ba cái nhu cầu. Nhu cầu một ấy là nhu cầu hoạt động, nhu cầu hoạt động. Nhu cầu hai là nhu cầu giao tiếp, và nhu cầu thứ ba là nhu cầu kiếm sống. Đấy. Các vị xem có đúng vậy không? Tức là cái từ một cái ông thủ tướng cho đến một cái người đánh giày, một người ăn mày vô gia cư trên phố, một người nông dân ở đồng sâu ruộng cạn, tất thảy gom gọn đời sống gồm có ba nhu cầu. Nhu cầu một là nhu cầu hoạt động, đó, nói năng tay chân bán buôn đồng ruộng đồng rồi nương rẫy rồi tập lâm hết, nói chung là cử động tay chân là nhu cầu hoạt động. Nhưng cái nhu cầu hai đó là nhu cầu giao tiếp, liên thông, communicate với thiên hạ. Là ê, mình sống mình không thể nào là một ốc đảo đời đời cô đơn là tuyệt giao với thiên hạ, chứ nó không có. Ngay cả những người gác hải đăng thì mỗi nửa tháng mỗi tháng họ cũng phải đi đi đi, đi thuyền vào trong bờ, hoặc là thuyền trong bờ phải đi ra tìm họ để mà là chu cấp này, hỗ trợ này, các thứ tiếp liệu này. Một đời sống không thể nào không có cái nhu cầu giao tiếp, phải không? Đó là những người gác hải đăng này, đảo hoa ấy. Rồi thì cái nhu cầu ba đó là nhu cầu kiếm sống. Đấy. Mỗi người tùy vào cái điều kiện, khả năng bản thân mà chúng ta kiếm sống kiểu nào. Đấy. Như tôi nhắc lại, mỗi chúng sinh đều có ba nhu cầu. Nhu cầu hoạt động, nhu cầu giao tiếp, liên thông, tương giao với người khác, với thế giới còn lại. Và nhu cầu ba đó là nhu cầu kiểm soát. Thì khi mình có khả năng tự chủ kiểm soát được bản thân trong ba cái nhu cầu đó, thì cái khả năng đó, nó được gọi là giới phận. Đấy, thấy chưa? Ừ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, màng chánh ngữ là cái khả năng kiểm soát được này cái nhu cầu giao tiếp, có nghĩa là mình chỉ nói ra cái gì mà nó cần thiết đến cái mức không thể không nói, đó, nói cái gì mà nó thật sự cần thiết, nói cái gì mà mình không nói không được, nói cái gì mà nó đem lại lợi ích cho bản thân hoặc là cho người khác. Đây, đó đó gọi là chánh ngữ này, gọi là khả năng kiểm soát giữ mình này trong cái nhu cầu giao tiếp, đó được gọi là chánh ngữ. Còn cái chánh nghiệp ý là khả năng kiểm soát giữ mình trong cái nhu cầu hoạt động, tức là anh làm cái gì cũng trong kiểm soát này, trong cái kiểm soát, trong một cái nhận thức đầy đủ tỉnh táo và minh mẫn này, kiểm soát được bản thân trong mọi cái nhu trong cái mọi hoạt động, nói gọn là trong nhu cầu hoặc là nhu cầu sống ý, nhu cầu hành động ý. Thì cái đó được gọi là chánh nghiệp. Còn chánh mạng ấy tức là cái khả năng kiểm soát giữ mình trong cái nhu cầu kiếm sống. Ai sống ở đời này cũng phải người ta làm hàm nhai hết, phải không? Bụng đói rồi gối nó bò, phải không? Muốn ăn là lăn vào bếp. Việt Nam mình có mấy câu, có nghĩa là anh không thể nào mà anh sống mà anh không có nhúc nhích thì anh không thể nào anh nằm bên giờ rung rụng, chỉ nó không có. Ở đời này nó theo trong tinh thần Phật giáo truyền thống của Pali thì có hai hạng,
người người được gọi là nằm chờ sung trùng. Cạn thứ nhất, biến lười. Đấy, biến lười, sống lợi dụng thiếu tự trọng, cứ canh me gọi là chờ đợi sơ hở của đời sống để mà kịp thời tranh thủ. Đó gọi là hạn chờ sung trùng, hạn cơ hội, hạn cơ hội đấy. Hạn thứ hai là mặt hiền thánh, là cái người nằm chờ sung trùng. Có nghĩa là sao? Không có cái gì để thích, không có gì để ghét, không có cái gì để trốn chạy, cũng không có gì để kiếm tiền, cứ tùy duyên mà sống, chờ cái ngày vũ áo ra đi, nằm chờ duyên tới để mà niết bàn. Như vậy cái hạng này cũng là hạng nằm chờ sung rụng, phải không? Nhưng mà cái hạng một là hạng sao cũng được, tức là luôn luôn sống sống cơ hội, sống chờ đợi chầu kịch đấy, những cái là sơ hở của thiên hạ để mà mình kiếm chác cái gì đó. Đấy, chứ còn bản thân muốn làm gì hết à, để là hạng chờ sung rụng. Còn cái hạng thứ hai chờ sung rụng nghĩa là chờ duyên nó tới để mà ra đi. Ví dụ như giờ đến giờ thì trước giờ giờ ngọ thì cơ thể nó có nhu cầu thì phải ôm bát đi thôi. Chờ cái duyên là chờ vậy đó, tức là không phải là phải bị đói bị thèm, phải có vì muốn gặp gỡ chúng sinh nuôi, không phải mà vì cái duyên mang thân này thì phải nuôi nó, mà muốn nuôi nó thì phải sao, chờ mặt trời lên ôm bát đi, đó là chờ sung rụng. Và cũng không có lòng kiếm tìm học trò đệ tử gì hết à, nó có duyên nó tới ngồi chờ đó, cứ bản thân ngỡ mình là cứ hít thở mỉm cười chánh niệm tỉnh giác, mà đứa nào nó có duyên nó tới thì hỏi, thì nó tới nó hỏi thì mình nói, mà mình thấy đủ rồi mình ngưng, chứ mình cũng không có cái lòng mong đợi mình được cái gì từ nó. Đó, đó là cũng là ngồi chờ sung rụng thôi. Rồi bệnh thì phải uống thuốc, uống xong ngồi chờ coi nó có hết hay không, không hết thì mình đổi cái liệu pháp liệu trình khác, đấy cũng là chờ sung rụng. Rồi sống đủ tuổi đời rồi thì sao? Đấy, sống đủ tuổi đời rồi thì coi cái chỗ nào được được cái nằm nó là than thôi. Đấy, thì các vị có nhớ cái ngày Phú Lô Na, chắc dân mắt truyền biết cái tích Phú Lô Na, cái vị mà bên mắt truyền Nam Truyền cứ là ngày Phun đấy. Ngày ngày này có nhiều người hiểu lầm coi kinh mà con không tới, thì cứ nói là ngày Mục Liên là đại hiếu bên mắt truyền, rồi bên Nam Truyền này ngày sao lại phát, rồi nói là ngày Phú Lô Na là nhẫn, rồi ngày Chú Phú Tí là tự bi. Nói thì kinh ghi vậy mình biết vậy thôi, nhưng mà nếu mà ôm chặt kinh cái chừng có chừng hiểu lầm ấy. Thánh nhân nào mà không nhẫn, có ông A La Hán nào mà nhẫn thua ông A La Hán nào? Nụ có tất cả A La Hán đều có khả năng xâm nhẫn giống nhau, không có một cái xích xe một nanogram nào hết, một nanometer nào không có, có giống như trái nghe cái khả năng nhẫn hết phiền não rồi thì sao mà khác nhau được. Rồi có vị lán nào mà cái tâm từ trên lập trên nô không có, nhưng mà do cái sở hành, do cái hạnh nguyện nhiều đời có vị chứng ở lán xong thì đi tiếp độ chúng sinh, hóa độ thuần phục những người này người kia cho họ được tu hành giải thoát. Đấy, còn có vị thì vào trong hang sâu núi thẳm ở mình, nhưng cái lòng nghĩ về đời vẫn là đại bi đại từ, không có khác gì vị kia nó một chiếc chi rồi hết. Còn cái đại hiếu, người đời này gọi là hiếu, cái trong kinh có, trong kinh nó có hiếu, trong kinh kêu cái chữ đẹp lắm, tri ơn. Cái này mới hôm là bây giờ tôi đang ở vùng Pháp của Đức, cái này mới hôm nữa hiện tôi đang ở vùng Đức của thụy sĩ, nhưng mà cái này mới hôm nữa ở vùng Pháp của thụy sĩ, tôi có nói cho họ cái đó và họ tuyệt đối chấp nhận. Tôi nói là quý vị phải điều chỉnh lại, cứ nói là hạnh hiếu là hạnh Phật, khi mà tự nhiên mà tập trung với hiếu, mà trong khi đó thay vì mình nói chữ hiếu ấy, mình nói chữ khác nó hay hơn, mình nói rộng hơn, nó sâu hơn, đó là chữ tri ơn. Yeah, và các bài giảng của tôi trong Vu Lan là luôn luôn tôi không nói chữ hiếu, tôi nói chữ tri ơn. Vì sao? Vì chữ hiếu nó là một mảnh lấy ra từ cái tri ơn. Bởi vì khi mình tập trung hiếu mà mình không có dạy cho người ta cái tri ơn là không được, mình phải có tri ơn này. Trong tri ơn có hiếu, mà trong hiếu thì chưa chắc có tri ơn, vì hiếu thì chỉ là tri ân với cha mẹ thôi, trong khi đó cái tri ân nó bao trùm, người ta cho mình nó củ sắn củ khoai cũng là ơn. Cái áo từ mặt lên người này là của bà con cho này. Đấy, miếng cơm cái ly nước tôi uống cũng của bà con cho, viên thuốc đôi dép chai dầu gió miếng sa lông bát là bà con cho, mình xài mình nhớ đó. Đấy, mình nhớ đó là cái ơn đó, là cái ơn. Đấy, thì cho nên là cả cái vị thánh vị nào cũng là
có cái hàm giống nhau hết, thì tự nhiên mình đi một tách riêng ra, thì ngài Phú Lô Na là một nhân vật rất đặc biệt. Thì ngài nó là trong kinh nói đó là ngài xin Đức Phật đi về bản quán của ngài để ngài hoằng pháp. Thì Đức Phật ngài có hỏi thử là nếu mà người dân đó thì rất là hung dữ, bản quán ngài Sĩ Su Na Bà Đồng Ta hung dữ lắm, thì nghe nói Đức Phật ngài hỏi nếu mà vậy đó mà người ta bạc đãi như nghĩ sao, thì nghe nói dạ thì còn đấy thì tôn dạy còn cái thân này bất tịnh thì mọi tấn công vào nó không có lý gì hết, còn nếu mà họ giết con thì con nghĩ rằng con cũng không có tha thiết gì với nó, thì nó còn sao hết duyên thì thôi. Cái tinh thần của Lô Na đó. Thì cái ngày của Lô Na nó là một nhân vật rất là đặc biệt. Nhớ ha, thì mình đang nói về ba cái nhu, ba cái nhu cầu của đời sống đó, ngữ nghiệp mạng ấy. Thì ba cái nhu cầu đó khi mà được thực hiện, được diễn ra, được duy trì trong cái khả năng nhận thức, thì cái đó được gọi là chánh ngữ nghiệp mạng, thấy không? Cho từ đây về sau mà nói tới giới Phật, các vị nhớ là ngữ chánh ngữ nghiệp mạng là khả năng kiểm soát giữ mình trong ba thứ nhu cầu thiết yếu của đời sống, đó là khả năng hoạt động, nhu cầu hoạt động, nhu cầu giao tiếp và nhu cầu hoạt động, giao tiếp hoạt động và hành động, như kiếm sống đó. Rồi cái tiếp theo nữa, nó gì ta, đó là hai cái tâm sở vô lượng Phật. Mà tại sao mà mấy cái tâm sở sau này nè, sáu tâm sở sau này nè đấy, mà nó không 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 có được gọi là những cái là thành tố tâm lý phổ cập lúc có lúc không, là bởi vì sao, là bởi vì khi nào mà mình có cái lòng giữ mình kiểm soát đối phó với cái điều xấu ấy, thì khi đó ba giới Phật mới mới có mặt. Ví dụ như người bắt quan trai sau 12 giờ mà thấy đói bụng thì bèn nhớ rằng bữa nay mình không được ăn, đó đó là giới Phật, thấy chưa, đó là giới Phật. Đó là giới Phật đó. Còn nếu mà mình giữ giới quan suốt trường kỳ thánh chiến thì thôi, cứ mỗi lần mình nhớ mình sau 12 giờ thì cái đó được gọi là mình nhớ được, cái đó là giới Phật. Hoặc là mình giữ giới quan mà mình thấy ca vũ nhạc kịch là mình không có gì thưởng thức thì cái đó được gọi là giới Phật. Khi mình sắp nói ra cái câu gì bậy bạ mình làm tổn thương người khác, ngưng, mình không nói nữa. Còn mình đang ngồi mình chơi mà mình thấy người ta bắt đầu nói xấu người khác là mình bỏ đi chỗ khác, đừng có ngồi để góp lại, đó là giới phận đấy. Chứ mà sẵn đây tôi nói luôn, nhiều người cứ nghĩ giới phận, giới này có nghĩa là giữ đúng năm giới tám giới, nó hiểu nghĩa là bệnh hoạn, hiểu nghĩa là trẻ con đó, không giới mà nó phải qua khỏi con số năm đó. Thí dụ như năm giới đi, trong đó giới đầu tiên là giới sát sinh, đâu có đợi tới chuyện mình giết nó, đâu đâu có, nó là quá rồi, giết nó quá rồi, mình đánh chó đá mèo, tạt nước sôi bất cẩn không quan sát để chết con này con kia, thức ăn dư nè, nước dơ mà đổ đại ai mà này mà đất mày cỏ không có nhìn kỹ, có chết có trúng có đẻ con gì không, cái đó là giữ giới sát đó này, không có lòng làm tổn thương, không có nói cái gì làm đau lòng người khác, đó là cũng là một khía cạnh giữ giới đó, chứ đâu có phải là giữ y bóc tôi không giết ai, nghĩa là tôi không trộm cắp, vừa rồi tôi không tà dâm, không nói dối, không rượu, nên tôi giữ giới, ngoài ra là tôi tha hồ, nó nghĩ là chết rồi. Năm cái đó là năm cái tiêu biểu thôi, nhưng mà tinh thần giới học là gì, là không có nói, không có làm cái gì mà với ác ý nhắm đến người khác, đó là bậc hạ. Còn bậc thượng kiểm soát được, biết đây là cái suy nghĩ, cái tư duy bất thiện, đen, không có tiếp tục nữa, đó chính là giới đó, đó là giới đó, giới thần giới khẩu giới ý là vậy đó, đó là giới, không? Chứ còn giới mà mình hiểu theo cái nghĩa là dựa vô mấy con số là chết rồi nha. Bởi vì có nhiều người đó họ cũng bát quan, họ cũng đâu có phạm bát giới, nhưng mà nó có theo trong kinh là giới họ nó như cái rổ vậy, nó nát thì sao, là vì là không có, họ trong phố mà lấy cái gì sát sinh trộm cắp, tại nói chung là tám giới họ không có điều kiện họ phạm, nhưng mà sao thọ xong rồi bắt đầu xuống bếp nấu ăn đây, ra vườn thì làm cỏ rồi tỉa cây, cái tâm gì nó quá đẹp, không quá đẹp chứ đâu có tội lỗi gì đâu, xong rồi cái kiếm chỗ nào rồi dán dán móc cái bọn là chát chát rồi nhắn tin rồi hỏi thăm rồi coi tin tức suốt ngày như vậy,
coi ba cái tàu la vi la biết đó, thì phạm đâu có phạm đâu, trong bắt quan đâu cái nào mà cấm mình coi phó không, đâu có. Mình đừng có nghe ca vũ nhạc kịch thôi, đúng không? Chứ chat nói dốc rồi tin nhắn rồi alo rồi Facebook nó đâu có phạm gì đâu. Thì trong trong thời Phật làm gì có Facebook mà cấm, đúng không? Đâu có được. Nói vậy thì cái bát quan mình đúng là không phạm thiện, nhưng mà nó như cái rổ vậy đó. Vì sao? Vì cái bát quan nó là một hình thức thu thúc lục căn. Rất là nhiều người hiểu lầm chỗ này, mà tưởng bát quan ra cái là giữ không phạm năm sẽ không phạm tám giới là ok. No, hiểu gì trẻ con. Tám giới đó nó chỉ là cái khung thôi, tám giới đó nó chỉ là cái rổ thôi, cái rổ nó nhiều lỗ lắm. Mà mình phải giữ bát quan như kiểu cái thao á, có nghĩa là phải bất kính như vậy thôi, sáu căn mới được kính khuất như vậy thôi, như cái thao mới được. Còn này chỉ có tám giới thôi, chỉ bảo đảm không phạm, nhưng mà cái tâm thì nó tung tăng, mắt tai mũi lưỡi rồi cứ mắt cứ tìm, mắt tai cứ tìm cái để nhìn, tìm cái để nghe, miễn là đừng nghe nhạc đừng có phim là được rồi. À, thì cái lớp bây giờ cái giới mình như cái rổ vậy không. À, trong Bali là chích đá, chích đá là cái khe đó, đầy cái khe, rồi là chích đá sila là cái giới, gọi là còn phe đó sila là cái giới bị bể vụn, giới bị đứt, à, còn cái chích đá sila là nó chưa có đứt mà nó như cái rổ vậy đó, rồi là chích đá sila, rồi. Thì là cái giới phần đó là cái ba tâm sở này nó chỉ có khi nào mà mình có cái lòng mình, có cái tâm trạng mình là biết cân nhắc. À, giới phần là tâm trạng biết cân nhắc trước những cái tình huống mà có thể làm bậy, nói bậy và nghĩ bậy, thì cái tâm trạng cân nhắc đó, đó nó còn cái tên gọi là giới phần. À, cái khả năng giữ mình trong ba cái nhu cầu, nhu cầu du tiếp, nhu cầu kiếm sống và nhu cầu hoạt động, thì nó được gọi là giới phần. À, còn ngoài nó ra là không. Cái, nhưng mà đó người tu hành đó, thì mình có ba cái tâm thái sau đây. Một là có lượng, khi cần thì là giới phần, khi cần là vô lượng phần. À, khi cần là tuệ phần. À, vô lượng phần là gì? Vô lượng phần tức là bi và tùy hỷ. Đấy, bi tức là không có đành lòng, không có cam tâm, không có đành dạ. À, khi mà thấy người khác sống trong cái nhân xấu quả xấu, à, nói rõ gì là từ bi hỷ xả. Cái từ đó là mong cho người ta sống trong nhân lành quả lành. À, mong cho người ta biết sống thiện và biết và được sống an lạc. À, tinh thần vật chất. À, nó là sống, mong người ta sống trong nhân lành quả lành, gọi là tâm từ. Bi là mong cho người ta đừng có tiếp tục sống trong nhân xấu quả xấu. Đấy. Mình thấy người ta đói rách bệnh hoạn là mình thương nó đành, mình thấy người ta săn bắn câu cá làm chuyện bậy bạ đó, mình cũng xót, xót biết người này sắp, rồi mình biết người này là đang đang gieo cái nhân xấu, mình thấy tội. Đấy. Thì cái đó gọi là bi. Bi từ là mong người ta đừng có sống với, mong cho người ta được sống với nhân lành quả lành. Còn bi là biết xót xa khi mà thấy người ta sống với nhân xấu quả xấu. Còn hỷ là biết vui khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành. Mà cái lòng từ là chỉ mong thôi, mới có mong thôi, mong cho người ta sống trong nhân lành quả lành. Còn cái hỷ là vui khi mà thấy người ta sống trong nhân lành quả lành. Và còn xả là cái trạng thái tâm bình, gọi là cái trạng thái tâm bình đạm thanh thản. Khi mà xét về cái nghiệp riêng của muôn loài, mình thấy rằng mình có ghét người ta cỡ nào đó, mình cũng không có hại được người ta, chỉ cái ác nghiệp của người ta là nó mới giết ta được. Mình thương ai cỡ nào, mình cũng nhớ rằng mình cũng không thể lo cho họ bằng cái phước riêng của họ. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ cái đó. Mình đọc cái câu này như nít vậy đó. Ta ghét ai cỡ nào thì ta cũng không thể hại họ như là ác nghiệp của chính họ. Ta thương ai đến cỡ nào thì ta cũng không thể chăm sóc họ được như là thiện nghiệp của chính họ. Nói chốt lại thì chính ác nghiệp và hành nghiệp là gia tài của mỗi người, và cứ theo đó mà mỗi người có một nếp sống buồn vui thì nghe không giống nhau đó. Thì với cái khả năng nhận thức như vậy đó, thì mình không có phải nặng lòng khi mà thương mến bận tâm ai đó. Có một cái khoảng cách rất là lớn giữa cái ái và cái từ. Cái ái có nghĩa là mình thương thích một đối tượng mà từ cái góc độ ích kỷ. Mình mong muốn cho người ta được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc với mình. Hạnh phúc theo cái đường hướng của mình vạch ra, mình đưa ra, mình chủ trương. Ví dụ như mình thương người đó mà mình muốn người đó phải về sống với mình, cha mẹ thương con như vậy, đó là ái. À, mà người không học đạo thì không đồng ý cái này. Cái nó là thương, nhưng mà mình phải đi đó là ái. Bởi vì con mà nó không nghe lời mình, cái là mình giận. À, con mà nó đi theo chồng theo vợ, cái bạn trai cái bạn gái mà nó bỏ mình cu kia, mình tủi. Không bi thì không, ơi lòng từ thì không,
Lòng từ là mình dịp hết lòng mình thương đó, nhưng mà nó có cái nghiệp, mình luôn luôn thương là thương, nhưng luôn luôn hiểu rằng nó có cái nghiệp của nó có cái chọn lựa riêng cho cái hướng đời, hướng đi của nó vậy. À, cho nên mình thấy tội nghiệp, mình thương, mình giúp vậy thôi, mình mong cái điều tốt lành cho nó. Nhưng mình mong là một một chuyện mà nó có được vậy không, nó là chuyện của nó đó. Thì thương là thương bằng cái nhận thức đó mới gọi là từ. Còn cái ái thì không, cái ái là cứ muốn sở hữu cái đối tượng đó. Và khi đối tượng nó không được như mình muốn, mình bèn khổ. Ví dụ như mình có thể sẵn sàng nói với người bạn gái của mình, người bạn trai của mình là tôi muốn du được hạnh phúc, tôi muốn du được lập 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 lại, nhưng mà với điều kiện là du hạnh phúc với tôi, chứ bây giờ du theo thằng tí thằng tèo là tôi không có cam tâm, tôi không có đành lòng, tôi không có chịu nổi, tôi chết tôi chết tôi chết, thấy không? Trong khi đó cái từ nó có cái này, từ là nó thương nhẹ đấy. Bây giờ quý vị mà thấy cái khía cạnh mình gọi là khinh đi, tỉnh khinh nhu thích thường chánh, cái tâm thiện nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Ví dụ mình thương kính một vị thầy mà không có cái lòng riêng tư đó, thì thấy đi bác nắng đâu tội nghiệp, mình mời vô một là mình để bác ngoài đường, hai là mình vô nhà mình cúng dường xong rồi chia lại. À, gió theo lỗi gió, mây đường mây, dòng nước buồn kiểu hoa bắp lai. À, coi đằng này đó là cái mình chốt rồi, mình nghĩ rằng một đây là sư phụ của mình là bắt đầu không được rồi đó. Mình mai này mình thấy sư phụ mình mà vui vẻ cười nói với người nào là mình chịu nổi, nhẹ là ganh tị, nặng là ghen tu, phải chịu nổi không? Đó gọi là gato đó, gato là viết tắt của cái chữ là ghen ăn tức ở đó. Ghen tức ở gato đó, cái đó mà cái ái nó mới gọi là gato, nhưng mà cái từ nó không. À, mà ở đây mình đang học về hai cái tâm sở là bi và tùy hỷ. Bi ở đây nghĩa là cái tâm thái trắc ẩn, đặng lòng không có cam tâm khi mà thấy người khác sống với cái nhân xấu quả xấu. À, còn hỷ là biết vui với cái nhân lành quả lành của người khác, vui bằng cách là đứng ở trong bóng tối nhìn ra cái xa nhìn lại nha, chứ không phải vui là nhào tới ôm nhét người ta vô cái vòng tay của mình, sai, đó là quả ái rồi nha. Tùy hỷ là trong bóng tối nhìn ra phải xa nhìn lại, đó gọi là tùy hỷ, thấy không? Tùy mà không cần người ta biết tại cái vui của mình thì cái đó mới gọi là tùy hỷ, thấy không? Còn mình muốn cho người ta biết cái mình vui theo người ta thì cái đó phải xét lại nha. Phải xét lại đi và tùy hỷ thì mình thấy cái vô lượng vàng ấy là cái khả năng giữ mình đấy, còn cái vô lượng vàng ấy là cái khả năng hòa tan với vũ trụ, người phải đang hòa tan, có nghĩa là mình biết là chia sẻ cái thiện ác buồn vui với chúng sinh. Chia sẻ bằng cách nào? Thấy người ta ác, người ta khổ, mình chạnh lòng trắc ẩn này. Còn thấy người ta thiện, thấy người ta sướng thì mình vui theo theo này. Mà hai cái này được gọi là vô lượng tâm, là vì sao? Là vì xưa nay không biết đạo, là mình chỉ có bận tâm với người mình thương thôi, còn cái người nào có liên quan trực tiếp đến cái quyền lợi, liên quan đến cái tình cảm, cái cảm xúc của mình thôi, đấy, cái đời sống của mình thôi. Nhưng mà cái bi và tùy hỷ này thì nó chỉ được gọi là vô lượng tâm mà khi mà cái đối tượng nó nhắm tới là không biên giới, không giới tuyến, đấy, không có phân biệt, không có nằm trong cái sự chọn lựa chọn lọc này, thì cái đó mới được gọi là bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm. Thì lúc đó hai cái này mới được gọi là vô lượng phần, là như vậy đó, phải không? Được gọi là như vậy đó. Mà chữ phần ở đây nghĩa là mình nhiều người thắc mắc đã, nó vô lượng, nó chữ phần là gì, bởi vì trong đây mình thấy phần này có nghĩa là nhóm này, từng nhóm, cái mình nhóm hôm hôn phần, nhóm tham phần, nhóm si phần, nhóm giới phần, cái nhóm vô lượng phần, cái chữ phần đây nó chỉ là nhóm thôi, nghĩa lý vậy nha. À, mình gọi là nhóm vô lượng phần nghĩa là cái nhóm vô lượng tâm ấy, nhóm vô lượng tâm. Thì các vị phải biết chuyện này, trong mấy cái tâm sở vừa học ấy, thì cái vô tham ấy là nó giúp cho mình khả năng buông bỏ, không kiếm tìm cái chưa có, mà cũng không thiết tha tìm cái chưa có, mà cũng không không có ghi chặt ôm siết cái đã có, đấy gọi là vô tham. Còn cái vô sân á là cái trạng thái không có bất mãn, không có kỳ dụng ý tống khứ chối từ, trốn chạy xóa bỏ tiêu diệt đập đổ phá nát cái gì hết này, thì cái đó được gọi là vô sân. Thì cái vô sân ở trong bốn vô lượng tâm nó thuộc về về lòng từ, rồi bi
Bi tức có nghĩa là, bi có nghĩa là từ từ rồi bi bi là để mình nghĩa là cái sự không cam tâm khi mà thấy người ta chỉ sống ác và sống khổ, còn nghĩ là biết vui với cái thiện và cái lành, cái vui với người khác, biết vui với cái vui người khác, gọi là phi hỷ, gọi là hỷ vô lượng tâm, phải không? Rồi cái cuối cùng là nãy tôi nói chúng sinh có ba cách sống, là một trong đời sống mọi người tu có ba cái: một là sống với giới phần, sống với vô lượng phần, và sống với tuệ phần. Sống với giới phần tức là trong những cái tình huống mà cần giữ mình á thì mình bèn xài ba cái ngữ nghiệp mạng, còn trong cái tình huống mà cần gọi là nhắm tới chúng sanh để mình yêu thương ấy, thì mình để mà chia sẻ đó, sống để hòa tan với chúng sinh, hòa tan với pháp giới hữu tình ấy, thì lúc đó mình xài vô lượng tâm. Còn cái tuệ phần chính là cái thường trực, thường trực này mọi người có tu học luôn luôn, mà luôn luôn sống trong cái tinh thần tuệ quán, làm gì biết nấy, có hai chữ thôi: how và what. What the hell, ta đang như thế nào và cái đang có mặt là cái gì. Ví dụ ta đang đi, biết là ta đang đi, đang ngồi, đang nằm, biết rõ, tức là biết cái how. Còn cái what có nghĩa là biết rằng cái nóng lạnh này nè là quả giới, cứng mềm này là địa giới, lay động áp suất xê dịch chuyển động này là phong giới. Còn cái sự hòa tan ngưng tụ kết dính này là thủy giới. Biết rõ, biết là tâm tham tâm sân, biết này cái này là ngã mạn nè, biết này là kiêu ngạo nè, biết cái này là so hơn, so bằng, so thua nè, đây rồi biết cái này nè, cái này là tự ti mặc cảm nè, đó, biết biết cái này là bủn xỉn nè, đây biết cái này là tiết kiệm, không mà không phải bủn xỉn, biết cái này bủn xỉn chứ không phải là tiết kiệm, biết cái này là hào sảng chứ không phải là phung phí, biết cái này là phung phí chứ không phải là hào sảng. Thì biết rõ như vậy đó, đời sống như vậy được, đời sống tuệ phần. Sống bằng giới phần, vô lượng phần, mà sống bằng tuệ phần, thì tổng cộng lại đó thì mình có tất cả là 25 tâm sở tích cực. Thì cái 19 tâm sở đầu ấy là trong tất cả mọi tình huống, hệ tâm lành là dứt khoát phải có này. Còn sáu sáu cái tâm sở sau thì optional, lúc có lúc không, có lúc chúng ta sống thiện mà không có trí, có rồi nó nhiều lắm, nhiều lắm, người ta rủ làm mình làm với cái đầu chất quớt, mà nhất nhất là những vị mà không học giáo lý, phàm phu mà không học giáo lý thì cái khả năng tư duy của mình rất là hạn chế, nói gì là trí tu, trí văn mà thiếu thì trí tư và trí tu cực kỳ hạn chế. Cho nên khi mà thiếu kiến thức rồi mà mình dùng cái đầu của phàm phu mình để mà mình tư duy thì nó mới ra. Cho nên có nhiều vị hiểu trương là tu không cần học, là bởi vì cái này nói phải nói phải cẩn thận, cái câu nói nó nếu mà phân tích cho đúng, hiểu cho đúng, cái câu đó rất là hay, có nghĩa là đừng có dành hết thời gian cho cái học, coi cái học là tất cả là sai. Thứ hai, học ba mớ tự thấy mình hay rồi coi người khác như rác. Cái thứ ba, coi chừng cái kiến thức mà chữ nghĩa sách vở trở thành cái khuôn thước, cái khuôn chết, đóng khuôn mọi thực tại sinh động của nhất thiết Phật vậy. Đấy, nhớ không? Lấy kiến thức trở thành cái khuôn, đổ khuôn, một cái khung cứng lạnh vô hồn máy móc, à, để mà đóng khung tất cả những cái linh, những cái sinh động, những cái quy biến, à, là đa dạng thiên hình vạn trạng của nhất thiết pháp giới. Lẽ ra mọi thứ cần phải được gọi là nhận thức một cách sinh động và linh động. Này, mà đằng này mình đóng khung, ví dụ như mình thấy giữ giới, này, thì tôi nói không biết bao nhiêu lần cái giới, bây giờ tôi lụm đại cái giới, cái giới ăn ngọ đi. Tại sao phải ăn ngọ? Là vì 800 lý do. Một, cái nhu cầu sinh tố, dưỡng tố thật sự cho cơ thể nó cần một bữa ăn đàng hoàng là đủ. Như vậy, sau cái đủ đó mà có nạp vô là nó là thừa, nó là dư. Đó, mà đó là y học. Cơ thể mình thiếu là không được, mà dư cũng vậy. Thấy không? Nói về theo khoa học, nếu mà đã đủ rồi mà thêm nữa là dứt khoát là dư, đã đủ rồi mà rút bớt ra là thành ra thiếu. Cho nên một nếu mà nói về cái nhu cầu sinh học, một bữa ăn đàng hoàng là đủ rồi. Đấy, cái lý do thứ hai, thêm một bữa ăn á, là nó thêm 100 chuyện, kiếm đi kiếm tìm nguyên liệu về rồi bảo trì rồi chế biến rồi phải còn phải dọn dẹp rửa ráy bao nhiêu chuyện. Là mất thời gian. Là cái thứ ba đó, đó là khi mà cái ăn đó mà nó chỉ ở mức cần và đủ ý, thì ok,
chư Phật cũng thọ thực vào, cũng ăn cũng uống trong cái mức độ cần mà đủ. Nhưng mà qua khỏi cái mức cần mà đủ thì lúc bây giờ nó thành ra hưởng thụ. Mà mình người tu mà mình nghe chữ hưởng thụ là mình đánh nó bậy rồi. Hưởng thụ là bậy. Bất cứ một cái nhu cầu nào của đời sống mà có thể lấy bớt mà mình vẫn không sao thì cái đó được gọi là gì? Nhớ không? Bất cứ một cái nhu cầu nào trong đời sống mà rút bớt, lấy bớt mà mình vẫn sống phì phay thì gọi là cái đó là dư, nhớ không? Nhớ. Nhớ. Cho nên nếu mình hiểu như vậy đó thì nó quá ok. À, có nghĩa là ví dụ như mình thấy đó là không ăn quá ngọt, nghĩa là sau 12 giờ là không ăn nữa. Nhưng mà ví dụ như mình đi công việc về nó đã 1 giờ rồi. Tôi xin chịu trách nhiệm chỗ này. Tôi xin chịu trách nhiệm chỗ này. Tôi xin chịu trách nhiệm, tôi nói 3 lần. Ừ. Là nếu ai hỏi tôi nói ăn đi. Nhưng mà hứa với tôi à, là buổi thôi. Đúng không? Chứ còn mà bây giờ anh từ sáng giờ anh có gì ăn hết mà anh phải hiểu là nếu mình ăn một buổi á mà anh thì thấy ok hơn thì mà bây giờ anh đâu có muốn anh ăn trễ đâu, tại vì hoàn cảnh anh ăn trễ đúng không, cứ ăn tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh hứa với tôi à, là no rồi thì thôi chứ chịu đừng có mà đi kiếm thêm chuối chiên rồi mình đậu phộng rồi chả cái giò bánh nướng gì ăn thêm thì cái đó là bậy không. Nhưng mà nếu mà cái bữa ăn 1 giờ 2 giờ này nè mà nó đúng là nhu cầu thật sự của anh thì theo tôi đó là đồng thời. Còn là sở dĩ mà trong kinh quy định vậy rất là vì sao, là vì nếu mà nói rằng mỗi ngày được ăn buổi ăn giờ nào cũng được, tâm là nó loạn nó kẹt vậy đó. Phàm mà thánh thì người ta nghe người ta hiểu, nhưng phàm thì loạn. Phàm mà chỉ cần nghe nói là ngày ăn buổi ăn gì ăn giờ nào cũng được, thế là trong chùa có 300 ông. Ông thì ăn hồi 11 giờ, ông thì cái bụng đói sớm ăn 10 giờ, ông thì 3 giờ đi bác, ông thì 6 giờ chiều đi bác, thì chết rồi nó loại. Không, cho nên cũng được. Bắt buộc phải có cái giờ cố định. Tuy nhiên, bên cạnh cái cố định đó, nó phải có cái linh động. Đấy. Cho nên tôi nói 1000 lần. Bên cạnh cái giới phần, vô lượng phần, anh còn phải có cái tuệ phần này. Minh Tạo nói thế này, sống là phải có 4 chữ: kinh, quyền, hành, tạc. Đấy, mà nhiều người không có hiểu. Kinh là gì? Sống là có quyền tắc. Đó, thí dụ như cái giới ăn chiều chẳng hạn, là bắt buộc tăng ni là phải ăn trước cái lúc xế ngọ, tức là cái lúc mà chính ngọ đó, phải ăn trước. Đó, đó gọi là kinh, bắt buộc. Chữ kinh này nó có nghĩa là vậy, có nghĩa là nguyên tắc, là khuôn mẫu. À, nhưng mà còn có cái tiếp theo, nó có chữ quyền. Anh sống nguyên tắc nhưng mà có những tình huống anh phải biết linh động, đó gọi là quyền, là flexible. Chứ còn mà lúc nào cũng strictly, lúc nào cũng cư là không được, phải flexible. Đấy, đó là quyền, kinh quyền. Kinh là phải nguyên tắc nhưng mà quyền là phải có khả năng linh động, quyền biến. Thứ ba là hành, và thứ tư là tạng. Hành có nghĩa là lúc nào cần làm việc thì bung ra là hoạt động. Là chứ không phải lúc nào cũng chủ trương khép kín dấu mình, dấu mặt. À, khép mình dấu mặt là bậy. Mà đã bậy, phải có cái hành. Đời sống là phải biết tùy lúc mà hành động. Rồi cuối cùng là chữ tàn. Có nghĩa là biết lúc nào rút lui. Đây, chứ còn mà chủ trương yếm thế lúc nào thôi, mệt lắm, tôi là đóng cửa tu mình, đóng màn, cái đó là bậy. Cả đời mà chỉ biết cái chữ tàn không là bậy. Mà cả đời chỉ biết dấn thân bôn ba và lửa đỏ có nhân gian, rước lấy cái phóng rần khổ ai cũng là phải biết hoạt động, phải biết lúc rút lui. Lòng hướng về cảnh giới vô vi rút lui, nhưng gặp chuyện cần thiết thì cũng phải ra tại tế khổ phần vi an ban tế thế nhé. Yeah. Cho nên là 4 chữ: kinh phải quyền, khuôn khổ nguyên tắc, nhưng phải biết lúc quyền biết, kinh và quyền. Hành và tan, biết lúc nào lộ mặt làm việc, lúc nào là giấu mặt giấu mình rút lui. Sống được 4 cái này nè thì cái này mới là ok. Còn đang đây trời rất là như là một cái máng này, học kinh rồi không học thì dốt như là cái con gì, cái con chi chi ấy. Mà học ba mớ rồi như là một cái máng, như là một đứa bé trả bài. Mình là một con người, mình không phải là cái máng. Mình là một người trưởng thành, mình không phải là trẻ con. Mình là một người tỉnh táo, mình phải là tâm thần. Chỉ có một người trưởng thành, một người không bị tâm thần thì mới có thể làm được 4 chữ này, đó là chữ kinh, quyền, hành, tạc. Người đó được gọi là người sống với tuệ, tuệ phận,
Địa phận ở đây có nghĩa là gì? Là trí tuệ đó. Biết cái gì? Biết cái nhân, biết quả. Biết nhân, biết quả. Nó theo tạng kinh, hay là cái tuệ, trí tuệ nó theo tạng kinh, nó theo tạng, tạng A Tỳ Đàm. Mà nói tạng là tạng tinh thần chốt lại chỉ có một. Vì như biển chỉ có một vị mặn, thì giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị giải thoát. Cái chữ tuệ này mà anh hiểu mà rốt ráo, nó chính là cái khả năng nhận thức được bốn đế, nhận thức được cái tam tướng, nhận thức được cái danh sắc này vốn dĩ do duyên mà có. Đó là cái tuệ ở cái mức cao nhất. Còn ở cái mức tương đối, khi mà mình còn lưu lạc phong trần ở trong cái cõi luân hồi đấy, thì tuệ đây nó gồm có bảy. Tri nhân tri quả, biết cái này sẽ dẫn về cái gì, và biết cái này từ đâu dẫn tới. Biết cái này nó sẽ dẫn về cái gì, đó gọi là tri nhân. Biết cái này từ đâu có là nó dẫn tới, đó là tri quả. Đây, tri nhân tri quả. Tri kỷ tri bỉ, tri kỷ là biết mình á đang cần thêm cái gì, bớt cái gì, chỉnh sửa cái gì, hay là đập hết xây lại. Đấy. Đó là tri kỷ. Còn tri bỉ ở đây là biết cái đối tượng trước mặt mình nè, nó là người như thế nào, mình phải đối xử ra sao cho nó phải phép. Đó là tri bỉ. Tri nhân tri quả, tri kỷ tri bỉ. Tri thời nghĩa là biết lúc nào làm việc gì, mỗi việc nó có một cái thời điểm lý tưởng cho nó. À, chứ còn mà sai là làm không có đúng lúc là không được. Mình nói mình dạy con, nhưng mà mình phải nhớ là mình muốn dạy con, mình phải cân nhắc mình nói cái gì, nói kiểu nào và nói lúc nào. Đa phần các bậc cha mẹ mắc cái lỗi này, muốn dạy con mà không biết, mình thấy nó ra hàm đi chơi, nó có 1.001 cách nói. Bây giờ mình phải cân nhắc mình nói cái gì, rồi nói kiểu nào và thời điểm nào, và gọi là tri bỉ, tri thời đó. Tri nhân tri kỷ, tri nhân tri quả, tri kỷ tri bỉ, tri thời này là biết lúc nào làm cái gì, nói cái gì. Tri thời tri hội nghĩa là biết mình đang ở giữa đám đông nào, ở giữa đám đông nào, mình phải cân nhắc. À, bởi vì cái tri bỉ là một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng, nhưng mà cái hội hội chúng nó lớn, nó là đại chúng, nó là giang hồ thiên hạ, mà giang hồ nó luôn bị hiểm ác đấy. Cho nên mình biết rõ mà mình đang ở giữa hội hội chúng nào. Tri bỉ là mình chỉ có đối phó với một hai tên thôi, còn cái hội là cả một rừng quân nguyên, đông như là quân nguyên, là ở đó mình phải rút ra một cái điểm chung à nào đó để mà mình có thể đối phó, có thể xử lý đó. Đấy, đó là tri hội, không nếu nó hơi khó thì chua. À, tri nhân tri quả, tri kỷ tri vị, tri thời tri hội. À, rồi tới cái tri độ. Tri độ có nghĩa là biết cái gì, ở mức độ nào là đủ, ở mức độ nào là thiếu, ở mức độ nào là thừa, thế là gọi là tri độ. Mắt tay nhu, mắt tay nhu là tri độ, là biết sao gọi là thiếu, biết sao gọi là đủ, biết sao gọi là thừa. Biết được bảy cái này được gọi là tuệ, tuệ theo tạng kinh. Còn cái tuệ theo A Di Đà là cũng y chang như vậy, biết rõ cái gì nên, cái gì không nên, cái gì tốt, cái gì xấu, biết. Và cái tuệ cuối cùng đó là biết là sự thật. Thành ra tuệ là biết biết đúng sự thật, nhưng mà biết đúng đúng cái gì thì nãy giờ nói đó, cả là biết bảy cái đó đó cũng gọi là biết đúng cái sự thật. Mà những sự thật đó đó phải hiểu ở mức độ rốt ráo. Ví dụ như biết cái tri nhân tri quả, biết rằng mọi thứ do duyên mà có rồi đều phải mất. Hai cái hiểu này nó chính là tri nhân tri quả, biết nhân quả mà ở mức độ rốt ráo ấy. Đấy. À, mà nhân quả đây các ngài còn nói thêm nữa, nhân quả đây có nghĩa là tri nhân là biết chánh tạng, mà tri quả là biết sớ giải. Nhưng mà cái đó của đời sau đó mệt, chứ còn mà theo 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 mình định nghĩa thì trong chánh tạng là đơn giản nhất. Thì chủ nhật tới đây này là chúng ta sẽ bên lớp Kalama nhật tụng. À, thì bữa đó là coi như là các cụ rắc rối đó, có rất nhiều vị học giả hành giả không sẽ rất là sốc khi mà chúng tôi nói ra một số chuyện về cái pháp môn Tuệ Quán, là cái bị sốc, nhưng mà không thể không đâu, ai không thể không đâu. Thì bây giờ thì như nãy giờ tôi nói là mình học để biết rồi thanh thản sống và hành động trong cái biết đó một cách thông minh, chứ không phải ôm chặt nó con số là 15, 18, 23 rồi cho rằng đây là chân lý, ngoài ra là sai bét. Không được, không có thể cho rằng tôi học là tôi hơn cái thằng kia, thằng kia không học là nó dốt hơn tôi. Không được, không, cái đó khó nói đâu, ở đời thấy vậy chứ không phải vậy. Mình cái trách nhiệm mình phải học, học để biết,
biết để hành động, biết để suy tư cho đúng mức, biết để làm con người, biết để làm Phật tử, biết để làm cái người có tư cách thờ Phật. Này, nhớ không? Và cuối cùng biết để mà chấm dứt sanh tử. Vì cái nhận thức đó, nó là nền tảng của hành trì, không? Muốn hành trì phải có nhận thức, mà muốn nhận thức thì phải có kiến thức. Chính nhận thức nó tạo ra, chính kiến thức tạo ra nhận thức, từ nhận thức nó dẫn đến hành trì, có hành trì thì nó dẫn đến cái sở kiến. Này, nhớ không? Bây giờ biết mấy giờ rồi? Ngay chóc, hay quá. Đồng hồ sinh học. Chúc các vị một ngày vui và